Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn, 714-766-3345. Steven Trần Financial, chúng tôi có thể giúp được cho tất cả khách hàng trên toàn nước Mỹ mượn tiền để mua nhà hoặc refinance, no income, no tax return, even no job. Không rẻ nhất, không phải là Steven Trần, gọi ngay 714-791-2222. Gửi tiền về Việt Nam nhanh nhất, tiện lợi và an toàn nhất. Gửi tiền 247.com. Với dịch vụ gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền về Việt Nam cho người thân rất nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Tiền có thể được giao tận nhà hoặc sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của người dân trong vòng 24 giờ. Tân Xanh Yến nhân dịp kỷ niệm 40 năm, Tân Xanh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn, yến xào thượng hạng và đông trùng hạ thảo thiên nhiên Tây Tạng, 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tânxanhyến.com. Thế là dịp anh Dũng trở lại cùng quý khán giả thân mến trong chương trình Việt Face Today. Hôm nay chúng ta cùng bước vào ngày thứ tư, ngày 22 tháng 5 2024. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày rằm tháng 4, ngày 15 tháng 4. Đúng ngày hôm nay là ngày Phật đản sinh. Xin được thay mặt cho tất cả anh chị em của Việt Face TV xin cầu chúc cho quý Phật tử một ngày đạo hạnh viên tròn và một mùa chay thân tâm thường an lạc thưa quý vị. Và xin cầu chúc luôn luôn sức khỏe. Xin kính chào Thầy Lê. Xin chào anh Dũng, xin chào quý khán giả. Thưa quý vị, anh đợi ngay mà cái ngày mà cái nhà tài trợ của chương trình này là nhà tài trợ Pachanga có một cái thông cáo về việc mà họ vừa mới tái thiết kế lại nhà hàng Oak Restaurant của Sông Bãi để mà anh nói rằng người ta thanh tâm thường an lạc. Tôi không có liên hệ hai cái này, nó hoàn toàn khác nhau. Một cái là quá trần tục, một cái là bạn sửa soạn, bạn nói về một cái sòng bài trong khi tôi đang nói về cái chuyện đạo hạnh, mà bạn là đem mà hai cái bạn liên kết nhau là tôi không đồng ý. Tôi phải cắt đôi cái này ra nha. Một bên là quảng cáo đến trong đời thường, một bên là nói về chuyện Phật. Anh Dũng, anh không có ý gì cả, nhưng mà khi mà anh vừa mới chia sẻ với cái ngày Phật đản với quý khán giả đó, ông làm thì tự nhiên trong đầu bạn nó lại ông làm tôi ra cơ, đúng không? Tôi hơi ngượng. Ngượng cái gì? Thì tôi biết là nói chuyện đời thường không sao, khán giả người ta đâu thông cảm, đó là cái chuyện bảo trợ cho đài thì không có sao đâu. Bạn nói vậy làm nhiều người lại bị bị suy nghĩ. Thưa quý vị, nếu mà quý vị là cư dân của miền Nam California, đó là những quận hạng như là San Diego, Riverside hay là Orange County, mà quý vị đã có từng tới sòng bài Pachanga Resort Casino, thì có lẽ là quý vị một là tới ăn nhà hàng buffet của họ, còn hai, nếu mà đối với những người nào mà ăn không nhiều như tôi đó, thì tới nhà hàng Oak Restaurant, họ chuyên về các món beef steak, trứng cá caviar, những loại thịt bò wagyu và tôm hùm rất là thường hạng. Thì nhà hàng Oak Restaurant này trong thời gian tuần trước vừa mới tái khai trương trở lại sau khi mà đã trải qua một cái cuộc gọi là remodel hay là tái kiến thiết nội thất ở bên trong, làm cho nó đẹp và sang trọng và tân kỳ hơn. Thì sau đây xin mời quý vị, nếu mà thường xuyên tới khu vực này, có thể ghé qua để mà thưởng thức các món ăn mới, một khung cảnh mới tại nhà hàng Oak Restaurant nằm ở trong khu nghỉ dưỡng sông bài Pachanga Resort Casino. Xin cảm ơn công ty này vẫn luôn bảo trợ cho chương trình Việt Face Today của chúng tôi trong ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, và trong cái mùa này thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ có những cái mùa hè sắp tới rồi mà. Thành ra một lần nữa chúng tôi giới thiệu đến cùng quý vị Pachanga là một cái khu resort, không phải là trong đó chỉ là sòng bài, nhiều cái bộ môn khác nhau lắm, những cái sân golf, rồi chung quanh cái khu vực mà Pachanga đó, rất nhiều nơi để chúng ta đi. Và chẳng hạn như những cái vườn nho, những cái khu trồng rượu, làm sản xuất rượu nho đó, cũng là một cái nơi rất là đẹp. Và đặc biệt như là chắc là quý vị cũng theo dõi trên tin tức rồi, cô Marie Tô Ngọc Thủy cũng cho biết là tháng 11 tới đây thì chương trình Paris by Night 138 cũng sẽ được làm ở tại Pachanga tháng 11. Đó là những cái tin tức mà chúng tôi vừa nhận được, và chắc là quý vị cũng đã xem trên cái trang Facebook của cô Marie Tô rồi. Cảm ơn quý vị. Bây giờ thì chắc là xin mời bạn trở lại với bản tin. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến tin từ quận hạt Fulton County, tiểu bang Georgia, khi mà chánh biện lý Fannie Willis tại Fulton County vừa mới chiến thắng trong cuộc tái ứng cử của bà trong cuộc bầu cử địa phương vào ngày thứ ba hôm qua. Thưa quý vị, ngày thứ ba là cái ngày mà
đảng Dân Chủ ở tại Fulton County đã tổ chức một kỳ bầu cử sơ bộ, và hiện nay bà Fannie Willis sau kết quả của tối ngày hôm qua là đang dẫn đầu trong cái cuộc đua này. Bà sẽ đối đầu với lại một ứng cử viên đảng Cộng Hòa, đó là luật sư Courtney Kramer, trong kỳ bầu cử vào tháng 11 tới đây. Bà Kramer trước đây đã từng làm cho ông Trump trong tòa Bạch Ốc và cũng như là trong ban tranh cử của ông Trump. Hiện nay cái vụ truy tố ông Trump từ bà Fannie Willis tại Fulton County vẫn còn đang được một tòa phúc thẩm cân nhắc rằng là tư cách của bà làm công tố viên trong cái vụ này có vẫn được tiếp tục hay không, sau khi mà ông Trump muốn loại bỏ tư cách truy tố của bà Fannie Willis ra đây, khi mà trước đây bà đã từng có một quan hệ ngoài hôn nhân với một công tố viên đặc biệt mà bà chỉ định, dù rằng là sau đó ông Nathan Way đã thôi việc. Một nghiên cứu về vấn đề sức khỏe mới, thưa quý vị, cho thấy rằng dầu cá có thể làm tăng nguy cơ phát triển các vấn đề về tim. Đây là một cái tựa đề mà nghe chắc cũng hơi có nhiều suy nghĩ. Tại vì từ trước đến giờ thì theo các nghiên cứu cũ thì chúng ta vẫn biết rằng người ta hô hào rằng dầu cá rất tốt để cho vấn đề tim mạch. Cái nghiên cứu này được công bố trên tạp chí BMJ Medicine và nó đã nghiên cứu đến khoảng 415.000 người ở tại Anh Quốc trong nhiều năm. Những người không có tiền sử bệnh tim, tức là những người tạm gọi là bình thường về vấn đề tim mạch, thường xuyên bổ sung dầu cá thì lại có nguy cơ mắc chứng rung tâm nhĩ cao hơn 13% và nguy cơ đột quỵ lại cao hơn 5%. Trong khi đó thì những người có tiền sử liên quan đến bệnh tim khi sử dụng các loại thực phẩm bổ sung thì có nguy cơ tiến triển thành các vấn đề nghiêm trọng hơn về tim lại thấp hơn 15%. Và đây là theo những cái tin tức mà của CNN đưa ra theo dựa theo cái nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học BMJ. Và các nhà nghiên cứu cho biết là cần phải có những nghiên cứu sâu hơn để xác định lý do tại sao lại có những cái kết quả như thế này. Ở đây cũng là một cái điều mà chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu và sẽ hỏi thăm với bác sĩ Đan Lê đó, một vị bác sĩ chuyên về tim mạch ở tại quận Cam. Vì ông cũng có những cái, và ông có 5 cái board certified để có thể làm cho chúng ta thấu đáo cái điều này, và chúng tôi sẽ xác nhận mình với ông về cái bản tin này. Chính quyền Tổng thống Biden dự trù sẽ bán ra khoảng 1 triệu thùng dầu thô trong những tuần lễ tới đây. Thưa quý vị, kho dự trữ chiến lược dầu thô được chính phủ liên bang thành lập trong những năm trước đó, hiện nay đã tích tụ hơn 42 triệu thùng dầu thô được tồn trữ tại những kho ở tại tiểu bang Maine và New Jersey. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ trong ngày hôm nay cho biết rằng là họ sẽ bắt đầu bán những thùng dầu thô này ra trên thị trường với cái tỷ lệ là mỗi người mua phải mua ít nhất là 100.000 thùng cho những người nào mà có cái giá thầu cao nhất, và bán đến khi nào mà họ bán đủ được 1 triệu thùng dầu thô mà thôi. Lý do bán là Tòa Bạch Ốc hy vọng rằng là nó sẽ giúp làm mềm đi cái giá xăng mà có thể tăng cao khi mà người ta bắt đầu lái xe đi du lịch vào mùa hè, là giữa cái ngày lễ chiến sĩ Trần Vong Memorial Day tới ngày lễ độc lập July 4th của Mỹ. Thông thường thì cái nhu cầu xăng dầu sẽ được tăng rất là cao trong mùa hè, và Quốc hội cũng đã quy định rằng là chính quyền sở tại phải điều chỉnh giá xăng bằng cách rằng là bán một phần của cái kho dự trữ dầu thô ra thị trường để mà cho người lái xe không cảm thấy giá xăng quá đắt đỏ. Tuy nhiên, các nhà kinh tế vẫn cho rằng là với cái con số 1 triệu thùng dầu thô này được tung ra đó thì nó chắc cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu đến giá cả. Vì trung bình người tiêu thụ ở tại Mỹ sử dụng khoảng 9 triệu thùng dầu thô mỗi ngày khi mà họ đi đổ xăng hoặc là sử dụng xăng dầu cho những cái sinh hoạt khác.
Cũng liên quan đến chính quyền Tổng thống Joe Biden, thưa quý vị, thì ngày hôm nay CNN cũng đưa ra một bản tin cho biết rằng Tổng thống Joe Biden xóa thêm một khoản nợ vay sinh viên trị giá 7.7 tỷ Mỹ kim. Và cái đợt giảm để xóa nợ này tác động đến khoảng 54.000 người đi vay đã ghi danh vào các chương trình tiết kiệm của Tòa Bạch Ốc dành cho một cái chương trình giáo dục có giá trị. Cái chương trình có cái tên là SAFE. Họ sẽ nhận được khoảng 613 triệu Mỹ kim tiền cứu trợ để giảm nợ. Tức là được 54.000 người này đó sẽ được. Gần 67.000 giáo viên, y tá hoặc là các nhân viên trong khu vực công khác cũng sẽ được miễn khoảng 5.2 tỷ Mỹ kim thông qua một chương trình gọi là chương trình xóa nợ dịch vụ công. Sau đó thì có 39.000 người đi vay ghi danh tham gia vào các chương trình trả nợ dựa trên thu nhập. Những người này thì cũng đã nhận được khoản giảm nợ trị giá 1.9 tỷ Mỹ kim. Cho đến nay thì chính quyền của Tổng thống Biden đã hủy bỏ khoản vay trung bình trị giá khoảng 35.000 Mỹ kim đối với khoảng 4 triệu 750.000 người Mỹ trên toàn quốc trong tất cả các cái chương trình giảm nợ hoặc là xóa nợ trong thời gian qua. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cũng liên quan đến vấn đề năng lượng. Đảng Dân Chủ ở tại Quốc hội đang mở các cuộc điều tra để tìm hiểu xem rằng là các công ty dầu hỏa lớn ở tại Hoa Kỳ có đang thông đồng với tổ chức OPEC để mà giữ giá xăng cao hay không. Dân biểu Frank Pallone, một thành viên trong Ủy ban Năng lượng Hoa Kỳ, đã gửi thư đến những công ty như là ExxonMobil, Chevron, BP v.v. Để mà muốn tìm thêm những thông tin liên quan đến những cáo buộc rằng là các công ty dầu khí Mỹ đang phối hợp với một tổ chức ở nước ngoài, đó là OPEC, để mà giữ giá xăng cao, khiến cho giá xăng hiện nay nó trung bình nó cũng khoảng là 5 đồng cho một gallon ở tại miền Nam Cali. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư. Ngày hôm qua thì chúng ta đã chứng kiến phiên tòa ngày thứ 20 để xử vụ án tiền bịt miệng liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump đó. Thì theo như thẩm phán, chánh thẩm phán cho biết là sẽ bắt đầu lại tuần tới, và tuần này sẽ là kể từ ngày hôm nay sẽ không có các phiên tòa cho đến ngày thứ hai tuần, ngày thứ ba tuần tới sẽ trở lại sau ngày lễ Memorial Day. Và khi cái vụ kiện liên quan đến cái vấn đề này ở tại Manhattan sắp sửa bước vào giai đoạn cuối đó, thì thẩm phán quận Hoa Kỳ là bà Eileen Cannon, bà vừa thông báo cho biết là sẽ nghe một buổi điều trần giữa các phía luật sư tranh luận về hai lần khác nhau để đưa ra những cái cáo buộc trong cái vụ án liên quan đến cái việc mà giải quyết hồ sơ mật của cựu Tổng thống Donald Trump ở tại dinh thự Mar-a-Lago đó. Trong hành động đầu tiên thì một người phụ tá của cựu Tổng thống và đồng phạm Ward Nauta đã lên tiếng cáo buộc là đang bị truy tố một cách đầy thù hận. Và trong cái tiêu đề thứ hai thì cho biết rằng cựu Tổng thống và các đồng phạm của ông ấy cho rằng bản cáo trạng này có vấn đề sai sót liên quan đến kỹ thuật, cho nên cần phải bác bỏ cái vụ án đó đi. Cựu Tổng thống đã bị cố vấn đặc biệt Jack Smith cáo buộc lấy tài liệu quốc phòng mật từ Tòa Bạch Ốc sau khi rời khỏi nhiệm sở, đồng thời có những cái hành động chống lại những nỗ lực thu hồi những tài liệu này của chính phủ. Cựu Tổng thống Trump, luật sư Nauta và người quản lý tài sản ở Mar-a-Lago là Carlos de Oliveira đều không nhận các cáo buộc này, không nhận tội. Cựu Tổng thống sau đó thì đã được thẩm phán cho phép bỏ qua các thủ tục tố tụng vào ngày thứ Tư vào 10 giờ sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ tại tòa án Fort Pierce ở Florida. Tuy nhiên là thẩm phán Eileen Cannon cho biết là phiên điều trần để cho hai bên đưa ra các cái lập luận liên quan đến vấn đề này sẽ được diễn ra trước thẩm phán Eileen Cannon kể từ khi bà đã ra cái lệnh là sẽ trì hoãn một cách vô thời hạn thời điểm sẽ bắt đầu diễn ra phiên tòa giải quyết vấn đề về hồ sơ mật của cựu Tổng thống Donald Trump đó. Đã hơn một tháng kể từ lần cuối thẩm phán Eileen Cannon tổ chức phiên điều trần công khai trực tiếp về vụ án này, mặc dù bà ấy đã tổ chức ít nhất là một thủ tục tố tụng kín kể từ đó. Và khi hoãn phiên tòa này thì bà đã đưa ra một số các vấn đề liên quan chưa được giải quyết trước tòa vì đã không ghi một ngày mới, tức là một cái ngày xét xử chính thức vào lịch.
với cái việc mà người ta nhận định rằng cái tốc độ chậm chạp của thẩm phán Cannon trong vụ án này nó đã thu hút một số các sự chỉ trích từ các chuyên gia pháp lý ở bên ngoài. Những người đã từng lên tiếng cáo buộc thẩm phán như Alan Cannon, người đã được cựu tổng thống bổ nhiệm, hiện nay đang thực hiện chiến thuật trì hoãn để giúp mang thêm những cái điều lợi cho ứng cử viên tòa Bạch Ốc là cựu tổng thống Donald Trump. Chúng ta sẽ chờ đợi các diễn biến tiếp liên quan đến vấn đề này. Trở lại với bản tin của Vietfacts Today với anh Dũng và Thái Lê Diệp, thưa quý vị, là tin liên quan đến việc tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại thủ đô London không muốn đóng tiền giấy phạt cho vấn đề giao thông. Đó là dựa theo một cơ quan có tên là Transport for London, cơ quan mà giám sát vấn đề giao thông, các mạng lưới giao thông tại thủ đô London của nước Anh. Vào năm 2003 thì chính quyền địa phương ở tại London mới đưa ra một cái luật mới nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm và kẹt xe ở tại thủ đô quốc gia này. Quy định rằng tại một số các khu vực mà gọi là dễ kẹt xe nhất đó, thì người lái xe qua những khu vực này phải đóng thêm 19.000 Mỹ Kim mỗi ngày trong những cái giờ mà gọi là bị kẹt xe kinh khủng. Tuy nhiên, rất nhiều các nhân viên trong ngành ngoại giao làm việc tại tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở tại London đó, thì họ nói rằng là vì họ có những cái vấn đề mà gọi là miễn trừ, miễn nhiễm trong ngành ngoại giao, cho nên họ phải lái xe qua những khu vực đó mà không phải trả thêm bất cứ những cái khoản tiền gì cả. Thì từ năm 2003 cho đến bây giờ đó là năm 2024, cái số tiền chồng chất của những nhân viên trong ngành ngoại giao tới lui làm việc trong cái tòa đại sứ này nó đã lên đến 18.5 triệu đô la, mà cơ quan giao thông của London nói rằng là chính phủ Hoa Kỳ đang nợ họ. Giám đốc điều hành của công ty Singapore Airlines, ông Goh Chun Phong, vào ngày hôm nay thứ Tư đã lên tiếng bày tỏ lời chia buồn về cái chết của một người đàn ông trên chuyến bay SQ321 của Singapore Airlines đi từ London cho đến Singapore đã gặp một số các cái nhiễu động không khí nghiêm trọng. Ông Goh Chun Phong đã nói: "Chúng tôi vô cùng đau buồn trước tai nạn này." Ông nói trong một đoạn tin nhắn video được đăng trên Facebook của hãng hàng không: "Thay mặt cho Singapore Airlines, tôi xin gửi lời chia buồn một cách sâu sắc đến với gia đình và những người thân yêu của người đã khuất. Chúng tôi rất tiếc về các trải nghiệm đau thương mà các hành khách trên chuyến bay SQ321 đã phải trải qua." Ông Goh cho biết là 143 hành khách và phi hành đoàn sau đó đã hạ cánh một cách an toàn xuống Singapore vào sáng sớm ngày hôm nay thứ Tư lúc 5:05 sáng sớm theo giờ địa phương, trong khi đó 79 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn khác thì vẫn ở lại Bangkok sau khi mà chiếc máy bay này đã phải hạ cánh xuống Bangkok để đưa các hành khách bị thương và các thành viên của phi hành đoàn bị thương vào bệnh viện. Điều này thì bao gồm những người được chăm sóc y tế cũng như là các thành viên gia đình của họ ở trên cái chuyến bay mà trên đường từ London mà họ đã phải ghé xuống Bangkok. Ông Goh nói tiếp: "Ưu tiên của chúng tôi hiện nay là làm sao để cung cấp tất cả sự hỗ trợ có thể cho các khách hành khách và các thành viên phi hành đoàn." Và ông nói rằng công ty đang họp hợp tác một cách đầy đủ với các cơ quan liên quan trong cuộc điều tra để tìm ra cái nguyên nhân. Tuy nhiên, cái vấn đề mà nhiễu động không khí là cái vấn đề mà các máy bay không thể tránh khỏi khi đang ở trên không trung. "Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến những người bị ảnh hưởng vì tai nạn này. Và hãy yên tâm là Singapore Airlines luôn sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ tất cả hành khách của chúng tôi trong thời điểm khó khăn này," ông nói. Người thiệt mạng theo như sự xác nhận của báo chí là một người đàn ông người Anh, 73 tuổi và có tên là Geoff Kitchen. Thưa quý vị, đại sứ Tây Ban Nha tại Argentina đã bị triệu hồi sau khi mà Tổng thống của Argentina đã có những lời lẽ xúc phạm đến phu nhân của Thủ tướng Tây Ban Nha. Cho nên trong ngày thứ Ba hôm qua, Tây Ban Nha tuyên bố rằng họ đã triệu hồi lại đại sứ của họ đến Argentina một cách vĩnh viễn
khi mà hai quốc gia này vẫn còn đang có những cái xung đột trong ngành ngoại giao liên quan đến việc những lời qua tiếng lại. Và gần đây nhất, thưa quý vị, Tổng thống Javier Milei của Argentina đã có những lời nói nặng nhẹ đến phu nhân của Thủ tướng Tây Ban Nha José Manuel Álvarez, vân vân. Thì đó là cũng là một cái vụ mà là nó cũng thấy hơi nhỏ nhặt. Không, ông nói là bà phu nhân này là người ăn hối lộ, đến là thành ra là bên kia họ mới rút đại sứ về. Bản tin kế tiếp là bản tin liên quan đến vấn đề Tây Ban Nha, Na Uy và Ireland đã công bố một kế hoạch chính thức để công nhận nhà nước Palestine vào ngày hôm nay thứ Tư, trong một hành động có khả năng củng cố chính nghĩa của người Palestine và làm căng thẳng thêm đối với mối quan hệ với Israel. Ông Scott McLean đã nói chuyện trước đó với Max Foster về cái ý nghĩa của quyết định này. Foster nói rằng Na Uy, Ireland và Tây Ban Nha cho biết là họ sẽ công nhận nhà nước Palestine bắt đầu vào tuần tới. Thủ tướng Na Uy cho biết giữa cuộc chiến với hàng chục ngàn người đã bị thiệt mạng và bị thương, chúng ta cần phải duy trì một giải pháp để thay thế duy nhất mang lại giải pháp chính trị cho cả người Israel và người Palestine. Hai quốc gia sống cạnh nhau trong hòa bình và an ninh. Scott McLean của đài CNN đã tham gia phỏng vấn trực tiếp ông Max Foster là thủ tướng Na Uy và nói rằng chúng tôi tin rằng đây một chiến thắng cho chính nghĩa của người Palestine, có đúng hay không, và hiện nay như vậy thì nó đang làm căng thẳng mối quan hệ của các quốc gia này, kể cả Na Uy, Tây Ban Nha và Ireland đối với Israel, là vì các quốc gia này hiện nay đang có một cái mối giao hảo với Israel. Thủ tướng Tây Ban Nha thì ông Pedro Sanchez nói rằng quyết định này không nhằm để chống lại chính phủ Israel và chắc chắn sẽ không chống lại người Do Thái. Tuy nhiên, cái quyết định này cũng không nhằm ủng hộ cho lực lượng kháng chiến Hamas. Nó ủng hộ cho một cái quyết định chung sống hòa bình giữa Palestine và Israel. Còn Thủ tướng Ireland thì cho biết là điều này sẽ thực hiện một số các biện pháp sắp xếp cần thiết để quyết định này có thể có hiệu lực diễn ra vào ngày 28 tháng 5 tới đây. Và hiện nay thì những tác động thực tế trước mắt liên quan đến quyết định này là có rất nhiều ý nghĩa chính trị. Tuy nhiên, những tác động thực tế có lẽ sẽ không lớn đến thế, có nghĩa là sẽ không làm sụp mẻ đi cái tình hữu nghị hoặc là cái mối giao hảo giữa các quốc gia vừa nêu, Tây Ban Nha, Ireland và Na Uy và Israel. Và thưa quý vị, sau đây là hình ảnh của hàng trăm ngàn người đã có mặt tại thủ đô Tehran trong ngày thứ Tư theo giờ địa phương để mà tham gia cũng như là có lời chào vĩnh biệt đến Tổng thống Iran Ibrahim Raisi và Ngoại trưởng quốc gia này là Hussein Amir Abdollahian, hai người mà đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trên một chiếc trực thăng vào tuần này. Những người đến tham dự đến để mà chia buồn được nhìn thấy là mặc áo quần màu đen, cầm cờ Iran cũng như là di ảnh của ông Tổng thống Raisi và những giới chức khác mà đã bị thiệt mạng trong cái vụ tai nạn máy bay. Thi thể của hai người này đã được chuyển đến Thánh địa Qom trong ngày thứ Ba hôm qua, nơi mà đã đào tạo ra cái hàng lớp giáo sĩ của Iran. Và sau đó thì tối thứ Ba thì thi thể của họ đã được đưa lại đến thủ đô Tehran trong một cái thánh đường Mosala, nơi cầu nguyện. Và quý vị đang thấy đây là những hình ảnh mới nhất mà đài truyền hình CNN đã có được khi mà người ta đã đổ xuống đường để chứng kiến cũng như là có lời chào vĩnh biệt đến thi thể của Tổng thống Iran. Liên quan đến cái bản tin vừa nêu, thưa quý vị, thì Tổng thống Ibrahim Raisi của Iran cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amir Abdollahian đã của Iran là ông Ayatollah Ali Khamenei ngày hôm qua đã chính thức tuyên bố là ông ấy nói rằng sẽ không có bất kỳ một sự gián đoạn nào trong chính phủ Iran cho những ngày sắp tới. Và ông ta đã ấn định một cái ngày bầu cử mới sẽ được diễn ra vào ngày 28 tháng 6 tới đây, tức là còn hơn một tháng nữa, để bầu cử tìm ra một vị tân tổng thống. Trong lúc đó thì tất cả, theo như lời ông Khamenei nói,
tất cả mọi việc liên quan đến tình hình an ninh chính trị ở tại Iran đều bình thường, không có vấn đề gì gián đoạn. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến, như trong phần tin trên chúng tôi đã gửi đến quý vị liên quan đến việc rằng ngày hôm nay thẩm phán Eileen Cannon lần đầu tiên sẽ nghe tranh luận trước tòa sau khi mà bà đã tuyên bố là sẽ hoãn phiên tòa này một cách vô thời hạn. Các công tố viên và các luật sư bào chữa trong vụ kiện tài liệu mật để chống lại cựu Tổng thống Donald Trump sẽ ra tòa vào ngày hôm nay lần đầu tiên để có những cái tranh luận để và bà phải đưa ra dẫn đến một số các cái quyết định tiếp theo. Trước đây thì bà đã từng hủy bỏ ngày xét xử tài liệu của cựu Tổng thống tại Mar-a-Lago và chưa cho một cái thời điểm chính thức nào để cho biết rằng phiên tòa này sẽ diễn ra. Ngày hôm nay thì bà dự kiến sẽ nghe những cuộc tranh luận của hai phía và thay vào đó thì bà nói tuyên bố là đây sẽ không phải là một cuộc tấn công cá nhân và chính trị để chống lại cựu Tổng thống. Và tất cả những cái sự kiện mà chúng ta đã theo dõi từ trước tới nay. Vậy thì với cái sự kiện này thì liệu các cái thay đổi của bà liên quan đến cái ngày ấn định cái ngày chính thức để có cái cuộc xét xử về phiên tòa này có thể sẽ diễn ra trong những ngày tới hay không? Dĩ nhiên bây giờ thì chúng ta chưa biết tin tức chi tiết về những cái cuộc tranh luận này, nhưng chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần nhận định với Thái Lê Diệp sau đây. Thưa quý vị, chắc là cập nhật nhiều hơn là nhận định. Trong quá khứ đó quý vị có lẽ đã nghe tôi chia sẻ về những diễn biến liên quan đến cách mà các luật sư của ông Trump hay đưa ra những cái motion. Những cái motion đó là những cái thủ tục pháp lý, dịch ra tiếng Việt thì ngôn ngữ của tôi về vấn đề tiếng Việt nó cũng giới hạn đó. Thì quý vị biết rằng là cứ mỗi cái motion như vậy thì cái vị thẩm phán đó đều phải xử. Và sau khi mà cái người thẩm phán nó đưa ra quyết định đó, bên nào mà không hài lòng với quyết định của cái motion đó, họ cũng có thể kháng án lên tòa phúc thẩm. Rồi sau đó ai không hài lòng nữa thì có thể lên tới cao pháp viện. Cho nên mỗi lần mà ai đó mà đưa ra một cái motion thì cái thủ tục nó rất là mất thời giờ. Thì trước đây trong cái vụ mà gọi là hồ sơ mật ở tại Miami, Florida đó, chúng ta biết rằng là phiên tòa lúc đầu được dự trù sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 5. Nhưng sau đó thẩm phán Eileen Cannon nói rằng những bằng chứng này nó phức tạp quá, tại nó liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia đó, cho nên là bà sẽ hoãn lại cái ngày phiên tòa bắt đầu. Và bà cũng không có ấn định một cái ngày mới để cho bên công tố có thể chuẩn bị. Bà chỉ nói rằng là bà dời lại vô thời hạn cho đến khi nào mà bà nghĩ rằng là những cái loạt hồ sơ đó đã được phân loại như thế nào để cho nó dễ hiểu rằng là đâu là những hồ sơ có thể dùng được, đâu là những hồ sơ mà sẽ được dùng như là bằng chứng để chống lại ông Trump, và đâu là những cái hồ sơ mà nó không phải là hồ sơ mật mà nó chỉ thuần túy là những cái kỷ vật cá nhân mà ông Trump lấy đi từ tòa bạch ốc thôi. Thì cái đó là cái thực trạng của cái phiên tòa ở tại Florida liên quan đến hồ sơ mật. Thì hôm nay người ta đang xử cái gì và cái motion đó là cái gì? Thì song song với cái việc mà phiên tòa này bị hoãn lại, luật sư của ông Trump lại đưa ra một cái motion để yêu cầu rằng là bà Eileen Cannon hãy hoàn toàn bãi bỏ cái phiên tòa này, tại vì bên công tố không có đưa ra được những cái bằng chứng hẳn hoi để có thể chứng minh rằng là thân chủ của họ vi phạm luật liên bang về vấn đề gọi là giữ tồn trữ những hồ sơ tối mật, mà đáng lý ra là ông không nên lưu giữ những hồ sơ này. Thì cái motion đó đó sẽ được bà Eileen Cannon bắt đầu cân nhắc trong ngày hôm nay. Có nghĩa rằng là luật sư bên ông Trump đưa ra cái motion đó thì họ đưa ra cũng lâu rồi, chứ không phải là họ đưa ra hôm nay. Nhưng mà hôm nay mới là cái ngày đầu tiên mà bà thụ lý cái motion đó. Thì bên ông Trump, bên luật sư của ông Trump sẽ trình bày những cái lập luận của họ là tại sao cái phiên tòa này nên được bãi bỏ. Rồi ví dụ như bà Eileen Cannon, bà nghe xong cái lời lập luận của bên luật sư của ông Trump về cái motion này, rồi bà cũng phải nghe lại cái lập luận của bên công tố viên Jack Smith là tại sao phiên tòa này không nên bị bãi bỏ mà nên tiếp tục được thụ lý
thì họ sẽ đưa ra những cái lập luận để mà chống lại cái motion của ông Trump. Vì cho rằng là nó mất đi vài ngày để cho bà Eileen Cannon nghe lập luận từ hai bên về cái motion bãi bỏ phiên tòa. Rồi bà cũng chắc cũng phải có cái thời gian để cân nhắc sao đưa ra quyết định. Rồi nếu mà quyết định của bà Cannon mà không có hợp ý với lại bên nào đó thì bên kia cũng có thể đưa ra những cái kháng án lên tòa phúc thẩm. Cho nên là cái diễn biến hôm nay nó là cái diễn biến này, nó hơi phức tạp. Nhưng mà đây là một cái gọi là cái tình tiết mới nhất liên quan đến cái vụ hồ sơ mật ở tại Florida. Chứ nó cũng không có cái gì mà gọi là nó ảnh hưởng đến vấn đề chính trị. Còn vấn đề chính trị ở đây đó, nếu mà có đó là nó là cái vụ kia. Tại vì khi mà phiên tòa này bị dời lại sau ngày 24 tháng 5 thì có nghĩa rằng là chắc là năm nay ông Trump cũng khó bị xử về cái vụ này lắm. Tại vì chắc là nó không biết là nó bị trì hoãn cái tới tháng nào nữa. Thì trở lại bên Dũng. Chúng ta sẽ chờ đợi xem kết quả của cuộc điều trần trong ngày hôm nay và các diễn biến của nó sẽ diễn ra như thế nào. Và sau đó thì sẽ có những cái nhận định liên quan đến bản tin vừa nêu. Cảm ơn với sự phân tích của Thay Lê Diệp và cảm ơn với sự chú ý theo dõi của quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn, 714-766-3345. Stephen Chen Financial, chúng tôi có thể giúp được cho tất cả khách hàng trên toàn nước Mỹ mượn tiền để mua nhà hoặc refinance, no income, no tax return, even no job. Không rẻ nhất, không phải là Stephen Chen, gọi ngay 714-791-2222. Gửi tiền về Việt Nam nhanh nhất, tiện lợi và an toàn nhất, gửi tiền 247.com. Với dịch vụ gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền về Việt Nam cho người thân rất nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Tiền có thể được giao tận nhà hoặc sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của người dân trong vòng 24 giờ. Tân Xanh Yến nhân dịp kỷ niệm 40 năm, Tân Xanh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn, yến xào thượng hạng và đông trùng hạ thảo thiên nhiên Tây Tạng, 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tânxanhyến.com. Dàn karaoke nhạc quý vị đang sử dụng là gì? Nếu là analog thì phải nâng cấp thôi. Analog Amplifier đã hoàn thành sứ mệnh đã lỗi thời. Công nghệ karaoke mới nhất bây giờ phải là Digital Mixer. Đây là bộ xử lý trung tâm bộ não của hệ thống karaoke thời thượng với các công nghệ mới nhất hiện đại nhất. Tiếng nhạc sạch sẽ, tiếng hát ngọt ngào, bay bổng, đặc biệt dễ hát, hát lâu không mệt, chống hú cực tốt cho nhiều loại micro khác nhau. Digital Mixer thế hệ mới tại Gia Hưng dễ dàng phối ghép, phù hợp với nhiều dàn loa có sẵn hay thậm chí phối ghép cùng dàn nghe nhạc hi-fi high-end có sẵn, chỉ cần đủ công suất là được. Tháng 5 là cơ hội để nâng cấp hệ thống dàn karaoke của quý vị. Nhiều loại digital mixer, power amply, microphone cao cấp đang có giá hấp dẫn tại Gia Hưng Music và Video. Xin gọi cho Gia Hưng 407-704-6970, địa chỉ 1120 East Colonial Drive, Orlando, Florida hoặc vào website gia-hung-music-videos.com. Văn phòng thẻ xanh tập trung chuyên về bảo lãnh. Nếu tôi là bạn thì tôi chỉ chọn văn phòng thẻ xanh khi cần bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, fiancé, con cái anh chị em. Có văn phòng đại diện tại Việt Nam, quận Tân Bình để giúp đỡ cho thân nhân tại Việt Nam. Đặc biệt chứng chỉ về Việt Nam kết hôn, xin thẻ xanh ở lại Mỹ luôn, đổi thẻ xanh thì quốc tịch Mỹ. Lưu ý, nếu có ai đã nộp hồ sơ bảo lãnh rồi thì cần phải có người xem trình trạng hồ sơ thường xuyên. Hồ sơ bảo lãnh có thể đã bị đóng mà chẳng ai hay biết gì cả. Xin gọi liền 714-766-3345 hoặc website côngtythẻxanh.com. Quý vị có good credit, có good income và đã từng khai thuế trong 2 năm vừa qua. Nếu quý vị muốn mua nhà hoặc refinance, chắc chắn dễ dàng bởi vì tất cả mọi ngân hàng đều có thể giúp được cho quý vị. Nhưng nếu quý vị không hội đủ những điều kiện đó thì sao? Hãy yên tâm, Stephen Trần Financial, chúng tôi chuyên về nâng qualified mortgage home loan có thể giúp được cho tất cả khách hàng trên 45 tiểu bang toàn nước Mỹ. No income, no tax return, even no job. Không thành vấn đề, hãy gọi ngay cho chúng tôi để tham khảo 714-791-2222 hoặc vào trang nhà của chúng tôi taxhomeloan.com. Chúng tôi có trách nhiệm giúp cho quý vị được tiền lời rẻ nhất, tiền lệ phí rẻ nhất, không rẻ nhất, không phải là si bình dần. Gửi tiền về Việt Nam nhanh nhất, tiện lợi và an toàn nhất. Gửi tiền 247.com.
Quý vị không cần ra ngoài để gửi tiền và người thân không còn phải đợi lâu để nhận tiền. Với dịch vụ gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền về Việt Nam cho người thân rất nhanh chóng, tiện lợi và thông tin được bảo mật 100%. Tiền có thể được giao tận nhà hoặc sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của người nhận trong vòng 24 giờ. Với 25 năm kinh nghiệm, Hồng Lan chuyển tiền là một thương hiệu đáng tin cậy. Gửi tiền 247.com, gửi tiền 247.com. Nhân dịp mùa lễ báo hiếu cha mẹ, Tân Xanh Yến và nhà thuốc Bắc Tân Xanh với nhiều chương trình sale hấp dẫn và nhiều quà tặng. Một hộp bạch yến Triple A 100g, sale 245 Mỹ Kim, tặng đường phèn phải xanh Hoa Kỳ. Giảm ngay 204 Mỹ Kim khi mua một hộp đông trùng hạ thảo thiên nhiên Tây Tạng 18.90g. Tặng một gói trà thảo mộc Tam Bảo và một bình giữ nhiệt free shipping. Ngoài ra, sâm Hoa Kỳ một hộp 4 ao mua một hộp tặng một hộp bớt 35%. Mọi thông tin xin gọi về Tân Xanh Yến 714-839-6712, 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tânxanhyến.com. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được những thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.